Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái loại nho rất là đặc biệt ở Nhật Bản, mình mới vừa đặt về nè các bạn. Đặt 1 tháng rồi, bây giờ người ta mới gửi tới. Ốm la la. Đây. Đây là nho trái tim của tôi ha. Cưng ghê chưa các bạn? Bữa rồi mình đi á, mình đi quay á, mình thấy cái vườn nho này nhưng mà nó chưa có chín. Mình đặt cách năm 1 tháng mấy rồi thì bây giờ nó chín, người ta sẽ gửi tới cho mình đây. Trái nho này ăn như thế nào mình cũng chưa có biết. Giá thành ở Nhật thì nó cũng sắp xỉ với nho mẫu đơn. Mà cái trái nó có giống cái trái gì ta? Giống cái trái chùm ruột. Giống như cái mông của Barbie. Ừ, rất là cưng ông, nó có nhiều cái vách ngăn. Giống như trái chùm ruột đó mận ha. Giống ghê luôn. Mà ăn như thế nào mình không biết nha. Bây giờ mình sẽ ăn, mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cái nho này hình như là nó cũng rất là hiếm đó các bạn. Ở ngoài siêu thị mình không có thấy bán bao giờ. Chà, chưa gì hết mà đã thèm rồi. Nhưng mà cái nho này thì mình được biết là nó lai giữa nho mẫu đơn với một cái loại nho ở bên châu Âu các bạn. Bây giờ mình ăn thử cái vị như thế nào nha. Mời các bạn cùng ăn với mình nha. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức nho trái tim với bầu nha. Mời các bạn nha. Mình thử cái vị như thế nào nha các bạn. Wow, giống y chang cái mận luôn á, y chang luôn. Ngọt mà ngon lắm. Cái gì nó ngon hơn cái gì mẫu đơn, tại vì mẫu đơn á hoàn toàn là ngọt thanh, cái này nó ngọt hơi chua chua. Trời đã quá ngon. Ngon không còn. Để mình thử có ăn hết chùm này không nha. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn không biết này, ở Việt Nam chắc cái giá cũng bằng mẫu đơn á. Ở đây thì khoảng 600 ngàn, 600 ngàn một ký. Cái chùm này á, lớn nhất á, là từ 6 đến 8 lạng nha các bạn. Cái chùm này á, trong đây có chùm này là to nhất, mà cái chùm này á, là 8 lạng, còn mấy chùm này là 6 lạng. Chắc chắn mình sẽ ăn hết á. Ở trong ruột này các bạn. Ngon quá. Mình phải ăn luôn vỏ. Mình ăn nho là mình phải ăn luôn vỏ. Mời các bạn nha. Nó ngọt. Nó ngọt thanh, có cỏ mọng luôn á. Nó cưng quá à. Đây là nho lai giữa nho châu Âu với lại nho mẫu đơn của Nhật Bản. Nó không có trồng nhiều đâu các bạn, mẫu đơn nhiều chứ cái này ít lắm. Trời ơi, cái này. Ồ, bé bấm nước luôn. Mời các bạn nha. Không có hả? Ngon. Nhưng mà ăn nhiều quá. Hết chỗ đây á hả, chỉ có bằng có một chùm của Ruby thôi các bạn. Một chùm Ruby nhỏ xíu à, mà loại trung bình thôi á thì nó cũng đã bằng hết cái mâm này, hay mình ăn hết cái mâm này sướng hơn. Nghèo nghèo á mâm này thôi. Ngon quá. Mình thích hái tại vườn, hôm nay người ta gửi xuống cho mình thế này, mình ăn thấy ngon rồi á thì mình sẽ lên trên đó mình trực tiếp hái luôn các bạn nha. Đã quá đã luôn. Ấy là mình ăn buổi chiều á, buổi sáng chắc mình có phải ăn hết 2 đùm á, ăn hết cho 1 ký á.
lắm. Mà đáng tiếc là mùa dịch đó mình không có gửi về Việt Nam được nha các bạn, chứ mà không có bị như bây giờ là năm nào mình cũng mua rất là nhiều gửi Việt Nam cho bà con mình Việt Nam ăn. Ngon lắm các bạn. Nó ăn có mùi mà chua chua, mùi mặn mặn thơm thơm nữa. Và mẫu đơn là nó ngọt thanh, có vị xoài. Ngon quá trời ngon luôn. Các bạn đi bữa này về ăn nha. Mình ăn thử coi nó tới đâu, nó mới cắt cho nên là nó còn rất là cứng ở cái cùi nè các bạn. Nho mà mình hái trên vườn về á là thường mình ăn khoảng trên một tháng ở để trong tủ lạnh, nó vẫn còn tươi, không có bị hư hao gì hết trơn á. Mà ở đây người ta trồng, người ta hái là ăn liền chứ không có phải mà phân thuốc hay là chất bảo quản gì đâu nha các bạn. Ngon quá. Nhưng mà đáng tiếc là bữa tối này là mình không dám ăn hết đâu các bạn. Ngon quá chừng luôn nè. Cái này mình có thể lấy tay mình tách ra được luôn, không biết cần phải ra. Ngon quá. Ngọt mà có gì hơi chua chua, chứ không phải là ngọt như cái mẫu đơn không ha. Rất là ngon. Mỗi loại nho một cái gì khác nhau. Hết mùa thu mà các bạn là không có nho ăn nữa. Hết mùa thu là nho rất là đắt. Ở Nhật là chỉ có mùa thu ha, là trái cây ngon. Lê rồi cái gì cũng ngon hết các bạn. Trái tim có hai vách ngăn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn một vách. Còn một vách. Nói chơi chứ. Mình ăn có gì đây mà mình no quá trời no rồi. Chắc là mình ăn hết thế này, mình xin tạm dừng video tại đây. Mình chỉ review cho các bạn biết là nho trái tim ở Nhật như thế nào. Đó, rất là rẻ luôn các bạn. Rẻ lắm chứ nó không có đắt. Các bạn đi làm khoảng nếu mà các bạn nào lương cao thì 2 tiếng đồng hồ là các bạn sẽ được 1 ký nho. Nho rồi. Còn nếu mà các bạn nào lương thấp thì các bạn đi làm 3 tiếng đồng hồ thôi là các bạn đã có 1 ký nho ăn mệt xỉu luôn ha. Mà các bạn cùng ăn với mình thêm miếng này nữa thôi, chắc mình tạm dừng video nha các bạn. Thôi mình no quá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn ủng hộ kênh Vàng Bầu. Các bạn nhớ like, share và subscribe giúp kênh Vàng Bầu ngày càng lớn mạnh hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một cuộc sống rất là vui tươi, hạnh phúc và rất là nhiều sức khỏe nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip kỳ tới. Tặng luôn các bạn nè. Bây giờ mình nó hà ăn hết nổi rồi nha các bạn. Bye bye.